huấn luyện viên Gareth Southgate nổi tiếng là người bảo thủ trong việc lựa chọn đội hình, nhưng chuyến làm khách trước Man City, đội bóng đang xếp ở vị trí 172 trên bảng xếp hạng FIFA, là thời điểm lý tưởng để ông thử nghiệm những ý tưởng mới. Chẳng hạn như dùng John Stones và Trent Alexander-Arnold ở khu trung tuyến để tạo ra hàng tiền vệ biến ảo hơn. Nếu hai trận đầu tại vòng loại Euro 2024 gặp các đối thủ cứng cựa như Italia hay Ukraine không phù hợp để thử nghiệm, thì trận đấu đêm nay với Malta là cơ hội không thể tốt hơn. Ngoài vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thì Malta chỉ giành được chiến thắng 2 trên 14 trận gần nhất, quá yếu so với đội tuyển Anh để có thể tạo nên bất ngờ. Southgate hoàn toàn có thể học hỏi những ý tưởng từ các đồng nghiệp ở ngoại hạng Anh là Pep Guardiola và Jurgen Klopp bằng việc để các hậu vệ John Stones và Trent Alexander-Arnold lên chơi hàng tiền vệ nhằm tận dụng sự linh hoạt và đa năng của hai cầu thủ này. Đó là thử nghiệm rất đáng để thực hiện và người hâm mộ cũng rất muốn biết rằng họ có thi đấu tốt ở tuyến giữa của đội tuyển như tại câu lạc bộ hay không. Một trong những lý do khiến huấn luyện viên trưởng Tam Sư không thường xuyên sử dụng Alexander-Arnold là do lo ngại về khả năng phòng ngự của hậu vệ người Anh. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nếu Rick James không gặp phải chấn thương, Alexander-Arnold đã không có cơ hội tham dự World Cup. Nhưng kể cả vậy, anh chỉ được chơi vỏn vẹn 33 phút với tư cách của một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Trên Alexander-Arnold là một trong những vấn đề lớn mà đội tuyển Anh phải đối mặt trong chiến dịch vòng loại Euro 2024. Ngôi sao của Liverpool không được tin dùng gần đây do không thể cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với những Kyle Walker hay Kieran Trippier. Nhưng nếu thiếu vắng Trent Alexander-Arnold, Tam Sư sẽ mất đi một trong những chân truyền tốt nhất của xứ sở sương mù. Bài toán tưởng như khó giải nhưng đáp án lại ngay trước mặt. Hãy nhìn cách Klopp sử dụng Alexander-Arnold ở Liverpool. Alexander-Arnold ở Liverpool đã được sử dụng với vai trò hậu vệ biên ngược. Khi phòng ngự, anh là hậu vệ biên thuần túy, nhưng khi đội nhà tấn công, thay vì dâng cao theo chiều dọc sân thì cầu thủ này lại di chuyển vào trung lộ phía trước hàng thủ để giữ vai trò như một tiền vệ trung tâm. Do đá quá tốt ở vai trò này nên dần dần đã biến Alexander-Arnold trở thành một tiền vệ đúng nghĩa. Trong màu áo câu lạc bộ, Alexander-Arnold cho thấy điểm mạnh lớn nhất của mình là khả năng chuyền bóng, kiến tạo cùng bộ kỹ năng phòng ngự tốt ở khu vực giữa sân. Đó là mầm mống để Klopp nhiều lần bố trí anh đá trong vai trò tiền vệ sau đó, điển hình là chiến thắng 6-1 trước Leeds United với một cú đúp kiến tạo. Southgate hẳn cũng đã biết rõ về điều này khi từng nhận xét Alexander-Arnold luôn hướng lên phía trước và thực hiện những đường chuyền đến phía sau hàng phòng ngự đối phương mà không phải ai cũng đoán được. Ý tưởng về một bộ ba tiền vệ bao gồm Declan Rice, Jude Bellingham và Alexander-Arnold là hết sức thú vị khi nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chắc chắn, năng động và sáng tạo của tuổi trẻ. Vào đêm hôm qua trong trận đấu gặp Malta, những người hâm mộ của đội tuyển Anh dường như đã cầu được ước thấy khi Alexander-Arnold ra sân trong chiếc áo số 10, số áo thường được dành cho một người nhạc trưởng của đội bóng. Anh được huấn luyện viên Gareth Southgate xếp ở vị trí của một số 8 lệch phải, hợp cùng Declan Rice và Jordan Henderson trở thành bộ ba tiền vệ của Tam Sư. Và những gì mà anh chàng tiền vệ số 10 đem lại cho đội tuyển Anh đã không hề khiến ông thầy Gareth Southgate và người hâm mộ của đội bóng cảm thấy thất vọng. Thi đấu cực kỳ nhiệt tình và năng nổ, thể hiện nhãn quan chiến thuật rất tốt với những tình huống chuyền bóng chính xác và đầy cảm giác. Alexander-Arnold cho thấy vai trò giống hệt với số áo mà anh đang mặc. Khi mà cầu thủ này dường như kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, những pha phối hợp giữa Chen và Bukayo Saka bên phía hành lang phải cũng trở nên đặc biệt nguy hiểm nhờ sự ăn ý cũng như linh hoạt của hai cầu thủ này. Và xuất phát từ chính pha phối hợp giữa hai cầu thủ này, bàn mở tỷ số đã đến với Tam Sư. Một đường thả bóng điểm 10 của Alexander-Arnold đã giúp cầu thủ trẻ của Arsenal có cơ hội băng lên và thực hiện một tình huống căng ngang vào trong, khiến hậu vệ của đội chủ nhà lóng ngóng phản lưới. Chưa dừng lại ở đó, trên Alexander-Arnold tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bằng việc trực tiếp lập công ở bàn nâng tỷ số lên thành 2-0, một cú sút xa đầy hiểm hóc từ ngoài vòng cấm và không cho thủ thành Bonello bên phía Malta bất kỳ một cơ hội cản phá nào. Cầu thủ thuộc biên chế Liverpool tiếp tục giữ vững được phong độ ổn định cho đến hết trận. Trong suốt quãng thời gian 90 phút có mặt trên sân, Alexander-Arnold đã có tổng cộng 3 đường chuyền quyết định mở ra cơ hội ghi bàn, 5 trên 5 tình huống đi bóng thành công và có tới 7 trên 10 pha tranh chấp thành công. Dù biết rằng đây chỉ là một trận đấu trước một đối thủ quá yếu, tuy nhiên với màn trình diễn chói sáng đã thể hiện hoàn toàn có lý do để tin rằng Trent Alexander-Arnold sẽ tiếp tục được sử dụng ở tuyến giữa trong những trận đấu sắp tới. Sau trận, huấn luyện viên Gareth Southgate đã dành những lời khen cho Alexander-Arnold sau màn trình diễn tốt trước Malta khi thi đấu ở khu vực giữa sân. Nhà cầm quân người Anh đã ca ngợi khả năng thích nghi của Alexander-Arnold. Southgate thừa nhận rằng ông mới tiết lộ kế hoạch sử dụng cầu thủ của Liverpool trong vai trò tiền vệ cách đây 4 tuần. Có rất nhiều điều xảy ra phụ thuộc vào câu lạc bộ của cậu ấy, bởi vì cậu ấy dần dần được thi đấu nhiều hơn ở vị trí đó và được cầm bóng. Tôi nghĩ điều đó giúp ích nhiều cho khả năng điều tiết bóng của Trent hôm nay. Điều khiến tôi hài lòng là cậu ấy đang quen dần với việc nhận bóng ở phạm vi hẹp
và quay lưng về phía khung thành. Cậu ấy cũng đã quen với việc chơi gần biên. Tôi không có nghi ngờ nào trong đầu cậu ấy có thể làm được. Chỉ là cậu ấy cần học thêm một số thứ ở vai trò này. Cụ thể là những tình huống không bóng. Chen rất sẵn lòng làm điều đó. Cậu ấy rất thích dự án này. Chúng tôi đã nói về nó cách đây 4 tuần qua điện thoại và tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy rất phấn khích. Cậu ấy thể hiện chính xác những gì mà chúng tôi nghĩ là cậu ấy làm được. Cậu ấy mang đến sự khác biệt cho những tiền vệ của chúng tôi. Suốt một quãng thời gian dài trước đó, người ta luôn nói về việc một hậu vệ chơi bóng cho câu lạc bộ hàng đầu thế giới mà lại không thích phòng ngự và không biết phòng ngự. Tưởng là nói vui nhưng đó là sự thật với trường hợp của Alexander Arnold. Khi lĩnh sướng khu vực phòng ngự hành lang cánh phải của Liverpool, nhìn Arnold thi đấu, người xem có cảm giác cầu thủ này sợ phòng ngự. Anh sợ những cầu thủ tốc độ, anh sợ những cầu thủ đá lắt léo, anh sợ những cầu thủ tinh quái. Vinicius, Karim Mitoma hay Jack Grealish đã hành hạ Arnold lên bờ xuống ruộng để phơi bày rất rõ điểm yếu phòng ngự của hậu vệ người Anh. Các đội bóng khi đối đầu với Liverpool cũng có chiêu bài đơn giản nhưng đầy hiệu quả, đó là nhồi bóng vào khu vực của Arnold. Cũng chính cầu thủ sinh năm 1998 là người góp công nâng tầm Karim Mitoma thành ngôi sao của giải ngoại hạng Anh. Thực ra vấn đề của Arnold đã tồn tại từ lâu, ngay cả lúc Liverpool đang huy hoàng. Chẳng qua trước đó cầu thủ người Anh được sự bọc lót và hỗ trợ tuyệt vời của hàng tiền vệ mà đặc biệt là đội trưởng Henderson. Mùa này tất cả đều xuống phong độ, Arnold liên tục bị hành hạ và cũng chính vì thế trong lúc Liverpool bết bát, cừu đen bị réo tên như một vật tế thần. Ngôi sao người Anh đúng chất kẻ hai mặt, anh xuất sắc bao nhiêu khoản tấn công thì tệ hại bấy nhiêu khâu phòng ngự. Và khi Liverpool tan nát, anh phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của truyền thông. Thậm chí các Liverpoolian còn yêu cầu Klopp đẩy cầu thủ sinh năm 1998 lên băng ghế dự bị, bí bách và bế tắc. Klopp phải thực sự làm điều gì đó đặc biệt để cứu lấy đội bóng, cũng như cứu lấy cậu học trò và ông thầy người Đức đã làm một việc đầy táo bạo. Nhìn Arnold thăng hoa dưới một điệu mới sinh ra lý lẽ, tại sao không đẩy anh lên đá tiền vệ sớm hơn? Và nếu thế thì rất có thể Liverpool sẽ phải không khổ sở trong việc đi tìm tấm vé dự Champions League. Nhưng nên nhớ chúng ta biết vấn đề thì Klopp cũng hiểu rất rõ vấn đề. Ông muốn sử dụng ngôi sao người Anh ở vị trí hậu vệ phải như bước đột phá trong khâu chuyển đổi trạng thái nhờ khả năng truyền dài của cầu thủ này. Và đây chính là điểm đáng sợ nhất trong lối chơi của Liverpool. Và nếu dịch chuyển vị trí của Arnold, hệ thống chiến thuật cùng dàn nhân sự của đội bóng thành phố cảng cũng phải luân chuyển theo. Một điều không dễ dàng với những con người mà Klopp đang có. Như đã nói, Klopp hiểu rất rõ học trò của mình. Ông thầy người Đức đẩy Arnold lên chơi ở vị trí tiền vệ đơn giản là do cách phòng ngự của anh không thể chấp nhận nổi. Trong cái bí bách, quyết định của Klopp mang đến sự thăng hoa cho Arnold và cho cả Liverpool. Bây giờ vấn đề người hâm mộ đặt ra, thuyền trưởng của lữ đoàn đỏ đã sẵn sàng để cầu thủ người Anh chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, hay đây chỉ là một giải pháp tình thế trước khi ông chiêu mộ những tân binh mới về sân Anfield? Chúng ta sẽ chờ thời gian để kiểm chứng sự liều lĩnh táo bạo của Klopp. Cả Gareth Southgate cũng như Jurgen Klopp trước đó có vẻ như đều đã hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của Trent Alexander-Arnold và đến lúc này quyết định để cầu thủ người Anh thi đấu ở khu vực trung tuyến là hoàn toàn chính xác. Không biết Alexander-Arnold có thể được sử dụng và gắn bó với tuyến giữa trong một khoảng thời gian dài hay không, nhưng lúc này anh đang là một số 8 đáng xem nhất tại châu Âu.